Chào các bạn nha, chào tất cả mọi người nha. Hôm nay định đang ngồi trên cái cầu Đập Đôn các bạn ơi. Mình đang chuẩn bị câu cá đây. Bây giờ mình đang gắn phụ kiện này vô để đi câu cá cho cái cầu này. Rồi chúc các bạn, chúc mọi người một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Các bạn nhớ đăng ký kênh của Action DN nha. Rồi ok, bây giờ mình chuẩn bị đồ nghề đi câu cá này các bạn ơi. Ok. Câu ở đây cũng dính nhiều cá lắm nè mọi người. Có cái anh Châu Huỳnh gì á, anh hay câu ở đây lắm, cho nên là mình hôm nay mình quyết định mình lên đây mình câu các bạn. Ok, thắng quá. Nhiều lúc mình đi cá câu cá thì tại sao mình không đen thì các bạn cũng phải hiểu là mình phải giữ cái thân thể mình xíu nha các bạn. Khi mình đi câu là nhiều khi chỉ là đam mê thôi, chứ còn là mình cũng phải giữ gìn cái da dẻ mình cho nó sạch sẽ. Rồi ok, giờ các bạn hiểu tại sao mình đi câu cá mình không mà mình không bị đen chưa? Đó, các bạn cứ đi câu cá là giống như mình nha, cứ phụ kiện nhảy lên rồi cứ gắn đầy đủ và mình chơi thôi. Ok rồi, cái mình thì có nhiều cần câu lắm các bạn ơi, nhưng mà mình thích cái cần này lắm, tại vì nó nhỏ này, mình đi hay mình đem nó đi du lịch được á. Mình đi câu cái cần này mình thấy nó dễ thương, chứ ở nhà mình cũng có nhiều cần lắm chứ. Nhưng mấy cần kia nó bự mà nó nặng, cho nên mình thích cái cần này nó bé, nó dẻo. Cái cần này là của mình chiến đấu thị quái khổng lồ nè các bạn ơi.
chỗ thôi.